Nhân vật chính trong phim là một ông công nhân chuyên lái xe dọn tuyết tên Nels. Đời sống của ông vô cùng thanh thản yên bình, cùng với người vợ dễ mến và cậu con trai kháu khỉnh. Vợ ông đang chuẩn bị quần áo gọn gàng sạch sẽ để chuẩn bị cho buổi phát biểu sắp tới. Dường như người vợ hy vọng rất nhiều điều về ông cho buổi thuyết trình lần này. Ông được tôn vinh là một người siêng năng nhất ở Kohei. Đứng trước hàng ngàn người, ông phát biểu rằng thành tựu này ông giành lại cho người vợ đã là một hậu phương vững chắc cho ông suốt quãng thời gian qua. Tuy nhiên, người con trai của ông không may bị bọn xấu tưởng nhầm là đồng bọn, chúng trùm mặt rồi vứt cậu ấy lên xe đi thủ tiêu. Trong xe, bọn chúng tiêm thêm một liều thuốc khiến anh đắp chiếu ngay tại chỗ. Tuy nhiên, tên bạn thân kia mới thực sự là tay bán chất cấm thật. Hắn ta tự cởi trói rồi nhanh chân chạy nên đã giữ được mạng sống trước bọn côn đồ đó. Sáng sớm hôm sau, những vị bác sĩ gọi Nels tới nhận diện xem có phải đúng là con trai của ông thật không. Những người bác sĩ này thậm chí còn cười thầm vì cái chết của con trai ông. Mặc dù ông tận mắt chứng kiến cảnh đau xót này, nhưng Nels không hề biểu lộ một chút biểu cảm nào. Thấy cậu con trai như vậy, ông cũng chẳng biết làm gì hơn vì không hề có được chút manh mối nào từ phía cảnh sát. Mấy tên này không biểu lộ một chút thương tiếc nào mà chỉ nói rằng cậu ấy đã lên thiên đường do bay lắc quá mức cần thiết. Cảnh tượng quá bi thảm đó đã khiến ông trở nên ám ảnh, người vợ cũng bỏ ông mà đi. Nels về nhà uống rượu giải sầu rồi nhét súng vào miệng để chuẩn bị đi gặp con trai. Đúng lúc này, tên bạn thân cũng tìm tới và nói cho ông biết tối hôm đó sự việc đã diễn ra như thế nào. Anh ta quen biết một người có liên quan tên là Selby. Nels uy hiếp cậu mau chóng nói ra tên thành phố mà tên đó đang sinh sống nếu muốn sống sót ra khỏi đây. Sau khi có được thông tin, ông ngay lập tức tiến thẳng tới đó. Khi gặp mặt Selby, hắn tỏ ra không biết điều, kêu ông mau chóng cút về kẻo không còn hàm răng mà hút cháo. Tiếc thay, hắn ta chọc nhầm người và bị ông vả vài đấm, khiến hắn ta chỉ còn biết oán thán kêu trời. Trong cơn hấp hối, hắn khai rằng đã nhận đơn hàng từ một chủ tiệm cửa hàng váy cưới. Dẫu vậy thì việc chọc nhầm ông bố hay mất con là một sai lầm, Nels giết chết hắn ngay tại chỗ. Sau khi đem xác hắn ra vứt xuống sông cho cá ăn, ông liền tức tốc chạy đến địa chỉ đó. Hắn ta giả vờ thân thiện, rồi tính rút cây súng ngắn ra nhằm đục một lỗ trên người Nels. Rất nhanh ông đã kịp thoát được và phản đòn trở lại. Ông đá bay khẩu súng của hắn ra chỗ khác và nhét súng vào miệng hắn ép phải nôn ra tất cả những gì hắn biết. Sau một hồi thì tên đó cũng chịu thú nhận rằng có một người đàn ông trông giống ông già Noel là người chủ của hắn. Xong việc, ông bọc xác hắn vào một chiếc lưới được làm bằng thép và quăng xuống dòng sông băng để không ai có thể phát hiện. Chính vì báo thù cho cậu quý tử khiến ông phải trở thành một kẻ sát nhân. Kế đến, ông vác chiến mã đi tìm tên khốn đó nhằm moi thông tin. Mặc trên đường bão tuyết mịt mù, nhưng ông cũng không quản ngại gian khó để tìm gặp được tên đó. Sau đó, ông từ từ tiến đến bắt đầu bắt chuyện với hắn. Nhưng hắn ta đâu có ngờ, ông đến đây với mục đích muốn tiễn hắn xuống đoàn tụ với ông bà. Nels dập đầu tên đó mấy phát vào vô lăng, rồi lôi ra đường đấm tiếp cho đến khi hắn không thể nào lết cái thân già đó chạy đi đâu được nữa. Đánh tên đó xong, ông cũng mệt thở không ra hơi, nên cũng nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Nào ngờ hắn ta vẫn còn đủ sức chế giễu ông. Máu điên nổi lên, Nels cho một phát súng tiễn hắn về với đất mẹ ngay lập tức. Giải quyết xong ông già Noel, Nels cũng bọc xác hắn lại và cũng vứt xuống dòng sông băng làm thức ăn cho cá như hai tên lần trước. Lần này, mọi thông tin về kẻ cầm đầu đã đi vào ngõ cụt nên ông chỉ đành tìm gặp người em họ tên Bob. Ông ta nói rằng đám chân tay đó nằm trong tổ chức do tên Trevor cầm đầu. Lúc trước ông cũng từng phụng sự cho tên trùm tại nơi đó, nhưng hiện tại đã nghỉ hưu. Bọn chúng hiện vẫn còn đang cung cấp tiền dưỡng lão đầy đủ hàng tháng cho ông nữa. Nếu Nels muốn báo thù cho con trai thì phải đối đầu với tổ chức và giết được tên cầm đầu Trevor. Nhiệm vụ này quả là có hơi quá sức cho ông rồi. Tuy nhiên, Nels vẫn kiên quyết một lòng một dạ theo đuổi vụ này đến cùng. Thấy lòng quyết tâm của Nels quá cao nên ông đành giới thiệu cho Nels một sát thủ. Ngồi trong xe, anh cảm thấy nhạc quá chói tai nên đòi đổi, nhưng không ngờ sau khi đổi xong thì nó còn khó nghe hơn nữa. May cho tên lái xe là mục tiêu của bọn họ không phải cậu, không thì cậu cũng đoàn tụ với ông bà rồi. Phía khác, sau khi tên Trevor biết tin ba tên đàn em của mình vừa bị giết bởi một kẻ bí ẩn, hắn liền cùng đàn em bắt cóc và tra khảo đứa con của Whitebull. Hắn nghi ngờ rằng ba tên đàn em bị biến mất vừa qua là do phe đối thủ gây ra. Bị tra tấn, đánh đập, hành hung từ sáng đến tối mà anh ta cũng chả hé miệng nửa lời. Sự kiên nhẫn đạt tới giới hạn nên Trevor đành cho anh ta ăn một viên đạn. Không những thế, hắn còn thách thức tên cầm đầu của băng đảng đối thủ bằng cách treo xác anh ta trên chiếc bảng thuộc khu vực của Whitebull. Rõ ràng, đây là một hành động khiêu khích và gây chiến, nên tên trùm bên kia không thể nào bỏ qua điều này được. Ông thương xót cho con trai nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Whitebull dẫn đàn em về và chuẩn bị phát động một cuộc chiến với tên cầm đầu Trevor. Phía bên này, cảnh sát cũng đang thảo luận và lo lắng về cuộc chiến đang chuẩn bị diễn ra giữa hai băng đảng lớn. Những cuộc đối đầu nhỏ lẻ, cảnh sát còn có thể xử lý được, chứ cuộc chiến giữa hai băng đảng thì coi như bó tay thôi. Nels trả trước cho tên này một nửa số tiền ứng trước, nhưng bị hắn nghi ngờ là cảnh sát. Nhằm làm mọi chuyện ổn thỏa, nên ông trả 2/3 số tiền để hắn thực thi nhiệm vụ. Tên này cười nhẹ rồi kêu ông cứ nằm nhà xem Netflix ăn bắp rang đi, rồi sẽ nhận được tin mừng thôi. Tưởng đâu gặp được sát thủ đúng ý, ai dè tên cao to đen hôi này lật mặt, hiên ngang bước tới trụ sở của Trevor rồi ngồi đàm phán với hắn.
Tên sát thủ nói cho Trevor biết rằng có người đang muốn lấy mạng hắn và nếu muốn biết chính xác tên người đó thì hắn nên chuyển cho anh một khoản tiền tương xứng. Vì hắn chỉ nói mỗi tên họ, nên khi Trevor giả soát lại người trong tập đoàn của hắn thì chỉ có thể tra ra tên Bob. Tên Trevor lúc đầu còn rất vui vẻ cười nói liên tục, nhưng lát sau mặt hắn nghiêm nghị lại, hỏi rằng liệu có phải đạo đức của anh đã bị chó tha đi rồi phải không? Hắn ta nghe xong hỏi lại thì tên đó nói rằng, mày không tôn trọng thỏa thuận với thân chủ, rồi mày đã phá vỡ hợp đồng đó và đi tới chỗ tao kiếm thêm tiền. Chỗ tao không cần những kẻ cặn bã như vậy. Bầu không khí trong này trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, Trevor sai đàn em của hắn kéo rèm kín lại, không để bất kỳ một tia nắng nào chiếu lọt qua khung cửa sổ. Giải quyết hắn xong, tên Trevor sai đàn em mang xác của tên sát thủ ban nãy ra khỏi xe và trở tới một nơi thật xa để vứt. Tất nhiên, hắn cũng không thể bỏ qua cho kẻ bị nghi ngờ là muốn giết mình được. Không lâu sau đó, hắn cùng với đàn em tới bắt Bob về để hỏi chuyện và hỏi tại sao ông ta muốn hắn chết. Anh không thể đổ tội cho người anh họ, nên đành nhận hết mọi tội lỗi về mình và bịa đại ra một lý do để nhận tội. Bob biết rằng chuyến đi này sẽ là một đi không trở lại và ông sẽ bị bọn chúng thủ tiêu trên ngọn núi tuyết đầy lạnh lẽo này. Cái chết của ông em họ khiến Nels càng quyết tâm hơn nữa cho sự lựa chọn của mình. Chính ông phải tận mắt nhìn thấy tên đó chết thì mới nguôi giận được, đã đâm lao thì ông đành phải theo lao thôi. Lần này ông sẽ quyết tâm trả cả chì lẫn chài cho người em đã mất vào đứa con của chính mình. Đầu tiên, Nels lập kế hoạch bắt cóc đứa con yêu quý của Trevor. Ông giả làm tài xế đón cậu nhóc ấy về nhà mình nhằm thực hiện chiến thuật kích động tâm lý của tên trùm Trevor. Không ngờ rằng Wybun cũng định làm điều này nhưng Nels đã nhanh chân hơn một bước. Tuy là bắt cóc nhưng Nels đối xử rất tốt với đứa bé, ông cho ăn và đọc sách cho cậu bé ngủ mỗi tối. Vì trong nhà không còn loại sách nào cho trẻ con, nên ông đành lấy sách dạy lái xe trượt tuyết đọc cho nó cảm thấy dễ ngủ hơn. Không ngờ rằng loại sách khô khan này cũng có thể làm cho cậu bé vâng lời được. Cháu có thể nghe bất cứ chuyện gì ông kể cho cháu và nó không nhất thiết phải là chuyện cổ tích. Dường như cậu nhóc ấy cảm nhận được tình yêu thương của một người cha thật sự, nên dần dần chìm sâu vào giấc ngủ mà không hề hay biết rằng người đàn ông trước mặt mình chính là kẻ thù của cha cậu. Sáng sớm hôm sau bình minh vừa ló dạng, hai ông cháu đã chào đón một ngày mới bằng một chuyến đi trên chiếc xe xúc tuyết khổng lồ của ông. Bất chợt ông nhận ra có điều gì đó nguy hiểm, nên đành dẫn cậu nhóc đi trốn tới một nơi kín đáo, nhằm không để cho tên Trevor bắt được. Nels chuẩn bị súng rồi nấp một chỗ với ý định phục kích bọn này, tiễn cả lũ đang xuất hết. Nhưng tên đầu chọc chắn lấy tầm ngắm bắn, nên ông không thể nổ súng. Lát sau ông đang chuẩn bị kết liễu tên Trevor, nhưng chưa kịp làm nên cơm cháo gì thì đã bị một tên dí súng vào đầu từ đằng sau. Không lẽ cuộc đời của ông đến đây là kết thúc sao? Hắn ngạo nghễ sai tên đàn em dẫn tên chết tiệt ấy ra và cho ông vài phút ngắm nhìn cuộc đời đầy huy hoàng của mình trước khi viên đạn của hắn kết thúc mạng sống của ông. May mắn thay, đồng bọn của Wybun đã tới choảng nhau với mấy tên dưới trướng Trevor nên ông may mắn thoát nạn. Cảnh tượng diễn ra hỗn loạn, hai bên bắt đầu đấu súng với nhau và hắn ta cũng ba chân bốn cẳng lái chiếc xe nhằm thoát khỏi nơi này. Nels nhận thấy điều đó nên đã nhanh chóng lấy chiếc xe nhổ cây, nhấc một gốc cây to và trồng lên xe của tên khốn nạn ấy. Thân cây xuyên qua khiến hắn không thể nào di chuyển được nữa và cuối cùng hắn bị Wybun chấm dứt cuộc đời đầy tội lỗi của mình. Đúng lúc này, Brian cũng chạy ra khỏi chỗ trú hiểm. Nels đã trả được thù và chuẩn bị lái chiếc xe trượt tuyết của mình rời đi thì bị Wybun cầm súng chặn lại. Ông ta ngồi cạnh Nels và muốn đi nhờ một đoạn. Hai người không nói với nhau một câu nào, nhưng dường như bọn họ đều có một điểm chung. Đó chính là mong muốn trả thù cho đứa con trai yêu quý của mình. Bộ phim đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bộ phim sau. Hey, mọi người thấy video thế nào? Hãy cho Thỏ biết ở bên dưới phần bình luận nha. Còn nếu mà mọi người thấy hay thì hãy cho Thỏ một like và một subscribe để ủng hộ kênh của chúng mình trong những video sắp tới nha. Cảm ơn mọi người.